Tao biết cái lò gì đang tại nhà đi. Từ từ nhá, đây để tao giải thích cho mày đã, tí nữa mày chơi, được chưa? Bây giờ mày là đứa nào? Hả? Bây giờ mày là đứa nào đây để tao giải thích cho mày đã, xong tí nữa mày còn biết chơi. Tao biết chơi rồi, hình như vậy. Đi con mẹ mày hát đau hãy lồn thế. Ô đi mẹ, từ từ đi mẹ, tao tưởng mày chưa biết chơi. Mẹ tao đang khéo hiểu, tao đang làm cái lồn gì thì thế không? Tao đã bảo mày là con nào để tao giải thích cho. Thôi ok, tao không có mẹ thích đâu. Ờ đi con mẹ mày. In the end of red. À ha, đi con mẹ Hiếu lợn ơi. Mày đi đổi tượng đấy à Hiếu? Đổi tượng gì? Tao biết đổi tượng lá lộn gì đâu. Rất thẳng ngu ạ. Ô địt con mẹ mày, thế sao bảo nếu chơi? Được rồi, bây giờ chơi chưa? 100.000 ván, chơi chưa? Chơi. Được rồi nhá, 100.000 ván nhá. Ôi xong, lừa rồi, bị lừa rồi. Mẹ 100.000 cấm chơi địt mẹ mày. Đá sờ chim ấy. Nhưng mà bây giờ tao biết mày làm được cái gì rồi mà chưa? Ừ thì mày sẽ đéo biết được đâu, thì mày sẽ để ý. Thì ví dụ nha, mày mà đi nói chuyện với cả thằng Double Angel thì nó sẽ có một cái giọng nói vang lên đấy, đây là bệt, đây là bệt ấy, hiểu không? Thì luôn mày phải để ý ngay, thế từ từ nhá, chưa chơi tiền vội nhá.
mày rồi. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Bắn nó nào địt bạn. Từ từ địt. Sao tôi đéo bắn được hiểu? Đi thằng sao đéo bắn đường? Đi con mẹ mày thể game xàm lồn thế, tao nhìn thấy mày đổi tượng rồi. Tại sao đéo bắn đường? Bực về đấy. Từ từ đã, tại sao tao đéo bắn được nhở? Một lít. Tao đéo biết, một lít. Địt mẹ, đéo được, bắn này đéo tính. Tao đoán ra mày rồi, nhưng tao đéo bắn bắn được. Ủa, cái đấy vấn đề của mày, đéo phải là vấn đề của tao. Ít mẹ, một lít. Tại sao đấy nhở? Ủa, Double Agent là làm cái gì ấy nhở? Double Agent là mày chỉ cần đến đấy xong rồi mày nói chuyện với cả thằng ấy thôi. Điệp mẹ tượng đẹp thế nhở? Chim chóc đầu điếc các kiểu. Ta xem quyển sách xem. Ui Hiếu ơi, Điệp mẹ uống gì không Hiếu? Ngoài lạnh không? Mẹ bỏ qua. Ai làm địt mạng cốc lá vi không hiểu. Ui tượng này sao địt mạng để tượng đầu lâu đầu liếc chim chóc các thứ nhỉ? Đầu con cẳng. Mà làm phò nào. Bóng kiểu đéo nào. Bắn kiểu đéo nào. Anh đứa. Chả biết bắn sao chơi. Ôi. Bắn kiểu đéo nào nhỉ. Mấy cái như lồn đi. Mấy tín nó lồn. Đó là nghe coi đi mà mấy cái gì. Mẹ lồn mà. Tao biết mày là ai rồi. Ê. Tao biết mày là ai rồi. Địt mày quả giọng. Lon, mày ngồi đảo đấy. Mày cứ làm lộ mọi chuyện hơn nữa đi. Địt mẹ mày. Trừ 1 lít nhá, địt mẹ mày.
Hiếu ơi, không đi xem tượng à Hiếu? Không đi đổi tượng à Hiếu ơi? Địt mẹ phải đổi tượng. Cái lăng khó lái phải cắt. Cái lăng khó lái phải cắt. Cái lăng khó lái phải cắt. Nó đi đến đâu là đụng đến đó. Nó đi lẹt cái lăng này. Nó khó lái phải cắt. Đéo biết quá. Hết nợ. Địt mẹ. 100. Mày còn nợ tao 100. 100 lắm. Banana bread. Địt mẹ banana bread gì ở đây mấy thằng lồn. Uầy. Địt mẹ mà cứ làm lồn gì làm cũng phải đổi tượng trước đã. Địt mẹ cho nó dễ. Hết nợ nhá, hết nợ nhá. Thằng lồn nào địt mẹ mà. Nhìn đồng hồ hai lần ở máy. Nhìn đồng hồ hai lần ở máy. Địt mẹ chẳng có thằng nào nhìn đồng hồ hai lần làm gì máy. Thế thì bắn đi, buồn cười vãi lồn. Mẹ đéo thằng lồn nào nhìn đồng hồ hai lần để cho vui máy. Tao đang để ý mày đó. Tao để ý mày đó. Mẹ. Bắn đi bạn ơi. Thằng lồ, thằng lồ nhìn đồng hồ hai lần. Đéo thằng lồ nào nhìn đồng hồ hai lần. Bắn đi, địt bại, tao xong nhiệm vụ bây giờ này. Con mẹ mày bắn thật à? Ú mẹ. Mẹ, địt con mẹ. Thảm quá, địt mẹ. Địt con mẹ phải tham, át tham, à át thời gian quá. Mày nhìn thẳng vào mặt tao luôn địt mẹ. Thì tao thấy mày đang ngắm con cầm tượng, tao tưởng là mày đéo để ý, địt vậy. Ba lít nhá. Ô. Địt con mẹ mày nhanh thế. Ôi địt mẹ mày đổi tượng lúc nào đây? Hai con chim với cả hai cái vú mà tao nhìn từ đầu đến giờ đã đổi tượng đéo đâu. Mày đổi lúc nào đây? Nhanh vai đái ạ. Ôi. Ôi master kinh đấy. Hà mày đổi tượng lúc nào đây Hiếu? Đã đổi đoạn cuối luôn. Địt con mẹ vai lồn vậy. Địt mẹ còn đang ngồi tính xem địt mẹ mình dọa nó cái kiểu đéo gì bây giờ. Địt mẹ mới vào cái vãi cà lồn ạ. Địt mẹ mày, tao còn chưa kịp nhìn thấy địt mẹ mày. Mẹ sao nhiều người cầm tưởng đấy nhở. Mẹ ba thằng cầm tưởng à. Địt mẹ. Banana bread. Thằng nào đang nói chuyện với banana bread. Địt mẹ mày, tao thấy mày rồi. Một trong bốn thằng mặc lồn này, mày là thằng nào? Tao là thằng đang mặc đồ cán bộ hưu trí đây. Đéo 27 tháng 7 đây. Mày là một trong mấy thằng lồn nào? Địt mẹ, tóc đỏ à? Đéo phải tóc đỏ. Ủa sao tóc đỏ đứng kỳ ta? Địt mẹ, tóc đỏ như chuyển kỳ vậy. Địt mẹ, đi qua đi lại. Đâu, tao là cán bộ hưu trí mà. Địt mẹ, tao đeo huân chương mà. Địt mẹ, tao đéo biết đâu nha. Con bé tóc đỏ này, địt mẹ mày. Nói chuyện nữa làm gì, địt mẹ đã nói chuyện rồi mà. Địt mẹ mày.
Các bộ trưởng kia thì không lẽ mày xà lăng, đéo ai chơi xà lăng, cái đó xà lăng vướng lắm. Đéo tin mày chơi xà lăng. Tao là cán bộ hưu trí mà, đi bại mày. Cán bộ hưu trí là gì? Xong nhá, đi bại mày, còn 2 lít nhá. Nói gì đéo mày. Con bé đỏ kia di chuyển ngu vãi lồn luôn, nó di chuyển tưởng xong rồi nó đéo gì tưởng xong rồi nó quay lại, đi mẹ. Hiếu ơi, mày chết rồi Hiếu. Còn một lít nhá. Địt mẹ mày. Mới làm nhiệm vụ đầu tiên à? Được. Ủa sao mày biết ta? Tao biết địt mẹ. Tao nhìn tao theo dõi mày từ đầu rồi. Mày nhìn cái gì mà biết? Kệ mẹ tao. Tao nhìn biết thì tao biết. Mà lớn đổ đúng không? Ui mày đẹp phải luôn thế. Xin bát đúng không? Bằng vàng à? Hay bằng cái đéo gì nhỉ? Mày đang nào? Đang xem tượng nè. Xem tượng, đéo có một thằng nào là xem tượng luôn. Mày nó xảo với tao, địt mẹ. Mẹ mày. Ơ địt con mẹ mày, sao mày biết? Mày nhích địt mẹ mày, đứng im rồi mày còn nhích địt mẹ mày. Ơ địt con mẹ mày, vãi lồn mày. Mày đứng im mày còn nhích địt mẹ. Địt con mẹ. Chú kêu làm cái gì địt con mẹ mày. Này thì nhích địt mẹ. Địt con mẹ. Cay thế à? Làm việc trí à, địt. Địt mẹ phải đứng đeo đúng chỗ không ạ? Địt mẹ phải dịch lên một tí nó mới đúng chỗ. Mày dịch một phát là đi mẹ thầy đéo lồn là dịch như vậy hết á. Ta đứng im mà còn dịch. Địt mẹ mày. Mày lại lái xe lăn à Hiếu? Hiếu? Đéo. Mà mày nghĩ sao vậy, khó chơi bỏ mày. Mày nhìn tượng làm lồn thì Hiếu. Đéo, mẹ tao kêu khó chơi, tao đéo chơi nữa. Mày mày đi thẳng cái phòng, mày lái xe lệch vãi lồn, mày đi zigzag thế. Địt mẹ mày lái bị mắc con kia quay lại nhá. Địt mẹ mày. Sao không biết đi đâu à? Hả? Hiếu ơi, Hiếu đi đâu ấy, Hiếu? Hiếu Hiếu ơi. Hiếu ơi, Hiếu. Kình á, nó sang nói chuyện với cả địt mẹ mày. Đầu vàng nhá. And the inbred. Địt con mẹ mày, chắc chắn là mày rồi Hiếu. Địt mẹ mày chạy đi đâu? Địt mẹ mày, tao xem mày sẽ làm gì nào. Thằng này đáng nghi lắm này. Địt mẹ mày, tao xem mày làm được gì đâu. Đấy, ra ban công đéo ai quay đít lại ban công nhà Hiếu ơi, nhầm con mẹ rồi. Quay ngược lại mới đúng cơ, đít mẹ. Quay lại xem nào, quay lại xem nào. Quay lại, quay mặt lại xem nào, đi ông ấy.
Quay mặt, quay ở đây này, tao đây này. Ê, Hiếu. Thằng người mẹ. Điều ơi. Đéo trả lời mày nữa. Nếu mày là tao, ok. Mày khùng, mày nghĩ tao dễ vậy hả? Mày tin tao bắn không bắt mày không? Sai lầm. Lại lăn đi ấy, đi mẹ mày. Hết thời gian kìa. Ô địt mẹ mày. Ủa mày thế địt mẹ. Tao buồn cười quá, tao đéo làm được cái ô, gì. Ô đéo phải. Ôi địt mẹ mày thế, tao đang bị focus vào. Mày đéo làm được cái gì luôn à? Tao buồn cười quá, tao đéo làm. Địt mẹ tao đang bị focus vào thằng xe lăn thế địt mẹ. Thằng xe lăn ngu. Địt mẹ nó ra ba công rồi, quay lưng lại đấy chứ địt mẹ. Buồn cười, tao cười mỏi miệng luôn, đéo biết làm cái. Địt mẹ mình đéo dám chắc, mình đéo dám bắn các bạn. Địt mẹ nhưng mà rõ ràng nó ra ban công, nó quay lưng lại. Địt con mẹ. Hết nợ nha. Đâu, mẹ thật nợ tao tiền mày. Cái còn lít nha. Tiền lắm. Chắc không? Chắc. Chắc không? Chắc đúng đúng. Nãy 2 lít rồi còn lít. 2 lít gì ở đâu ra nhỉ mẹ, 3 lít. 3 lít đéo đi mẹ, còn 1 lít. Bây giờ còn 2 lít. Bây giờ còn 1 lít. Đi mẹ. 2 lít. Mấy thằng bên anh tính toán chán nữa luôn. And the bread. Tao biết mày chuẩn 1 trong 3 thằng. Mày là 1 trong 3 thằng. 3 thằng con trai hết. Ha. Giá là vậy. Thử banana bread đi. Mày thử banana bread một lần nữa đi. Địt mẹ mày được thách tao. Banana bread. Banana bread. Khó nha. Bắn đi Hiếu, đừng ngại. 1 trong 3 thằng. Bắn đi. Đã để ý bang luôn. Banana bread. 1 trong 3 thằng. Mày kiểm tra đồng hồ 3 lần rồi đúng không? Ôi địt mẹ mày tính bật thì cứ bật đi, có cái đéo đâu kiểm tra mày mẹ mày mấy lần. Kiểm tra đồng hồ 3 lần là đúng không? Địt mẹ mày. Lô kia từ đầu game đến giờ chưa di chuyển, chỉ có mỗi thằng Ấn Độ mới di chuyển thôi. Phân tích. Mỗi thằng đồng hồ mới di chuyển thôi. Địt mẹ mày, đồng hồ di chuyển thì bật đi bạn. Địt mẹ mày. Sợ mày luôn. Luôn bạn ơi. Thằng lồ kia đứng im từ đầu cuối chưa làm một cái gì. Chỉ có mày kiểm tra đồng hồ 3 lần. Ô, đi mẹ đấy, đi mẹ vừa nói xong đâu. Mày thích tao di chuyển đấy mà mày thích không? Đi mẹ tao ra tao xem tượng mày xem. Mày ra xem tượng đấy, đi mẹ mày. Đấy, tao xem tượng đấy. Thằng đấy thằng ambassador, đi mẹ mày xào với tao à. Đi mẹ, bây giờ chỉ có mày hoặc là ông già đéo phải là Ấn Độ nữa rồi. Mày hết ra cầm cây gậy ơi. 1 trong 2 đứa lồn thôi mà ông lồn kia được, ông lồn bây giờ mới di chuyển. Địt mày đéo tin. Địt mẹ nhá. Ê từ từ từ, để tao giải thích, để cho tao giải thích mà không đi các bạn. Hết nhá. À, thắng nhá. Địt mẹ nhá, sao tao bắn địt mẹ. Kéo biết, địt mẹ hết nợ. Mày làm cái kia bao giờ vậy? Làm cái gì? Mày nói
thì mẹ đéo tin được. Phải rồi, mẹ tao biết luôn rồi. Mẹ thấy nó biết đấy. Không phải nó biết mà là nó chưa chắc chắn các bạn ạ. Tao một là mày hay là ông gảy thôi. Nó đang bị, nó bị phân vân. Mà đúng lúc ông ấy, ông ta xem tượng bịt mẹ mà nên nó đang bị focus vào ông ấy. Nhiều người xem tượng nha. Nhiều người muốn hái, nhiều người khác muốn gửi em. Anh muốn dắt em đi, họ đưa anh bay ngút ngàn. Anh ký bằng bút bi, họ lại ký bằng cây bút vàng. Nhiều người nói là anh chất phát. Tao nói trước rồi nha, đổ. Vì thế mùi yêu này anh thất bát. Đổ ơi, đổ. Ơi. Sao mày vừa sờ đít đằng kia đổ? Cái gì mà sờ đít? Sao mày vừa sờ đít nó đổ? Ờ, thế thì mày bắn đi. Ô, bấm nhầm rồi. Sao mày mới sờ đít đổ? Đít. Đít có mẹ mày. À, tao bấm nhầm, đi mẹ tao định này, đừng bắn nhá, tao định đặt xuống như này này, đi mẹ thế đó đó. Đít có mẹ, khó hiểu thế nhở. Từ để tao thử làm hết nhiệm vụ còn thắng được luôn không? Đít có mẹ, mày bấm nhầm thôi, phải là đeo tính. Sao? Đít. Sao mày thực làm cái gì? Mày nói chuyện hả mày? Đít có mẹ mày. Bấm nhầm. Đấu mẹ, tao định đặt cái tượng xuống thì đéo, tao lại đấm mẹ nó đổi tượng đi. Mẹ mày mới mày vội quá vậy mày, đi mẹ thích sờ đít nhau á mày. Mới tới nơi đã sờ đít nó rồi mày. Đi phải tao định mà làm luôn, đi phải mày đang kéo để ý. Đầu vú, vú đầu. Vú đầu, đầu đầu. Đi mẹ mày không đổi tượng à Hiếu? Ai mà ngu gì mà đi đổi tượng mày. Tao biết mày rồi mà không chạy được đâu. À. Mày đứng ba công lâu nên không sợ gió à Hiếu? Ô, đéo phải à? Địt mẹ mày nhấc cái tượng lên mà. Bấm nút đổi đi. Bấm nút đổi ra xem nào. Đấy là hai cái đầu, địt mẹ mày mà đổi, địt mẹ mày sang cái khác tao bật chết mày đây Hiếu ạ. Hiếu ơi. Hiếu. Ừ, sao? Mày đang ở đâu đấy? In the underbred. Địt mẹ, đéo bao giờ lệch được luôn ạ. À. Ôi, mới làm được nhiệm vụ đầu tiên à?